Xin chào tất cả bác nhá. Xúc đầu cơm này lên một con cần mới cho anh em này. Đấy, là cần này là cần hãng Kaiho anh em nhá. Đấy, chuẩn hàng nội địa F1 cho anh em nhá. Đấy, hãng Kaiho, hàng nội địa chung F1 cho anh em nhá. Fishing King anh em nhìn kỹ cho em này. Đấy, những cái logo và sơn này đều được in cho anh em 100% anh em nhá. Và tiếp theo đến anh em nhìn nóng của nó, carbon xoắn toàn thân cho anh em nhá. Điểm đặc biệt là nó sẽ có sơn nóng đầu cần nhà cho anh em. Đấy, anh em nhìn kỹ cho em, nó sẽ không có vòng gai trong lỗ, nhưng mà anh em nhìn kỹ cho em này. Đấy, nó sẽ sơn nóng đầu cần, nóng gốc cho anh em hai lớp để anh em gọi là ok, rất là chắc chắn luôn anh em nhá. Đấy, và hiện tại tiếp theo đến là nóng của nó sẽ là nóng carbon xoắn toàn thân, anh em nhìn kỹ cho em này. Đấy, tất cả các nóng đều được sơn nóng đầu cần cho em nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn, sơn nóng đầu cần hai lớp cho anh em cực kỳ chắc chắn, không bao giờ có vấn đề là sợ xe nóng đầu cần cho anh em, ok chưa? Đấy, ngọn của nó là khá là to anh em nhá. Đấy, ngọn săn hàng khá là to. Hôm nay em sẽ test tính con bản Kaiho nội địa chung hàng F1 cho anh em nhá. Đấy, hiện tại trên cân này, anh em nhìn kỹ cho em này, cân đang là không anh em nhá. Đấy, em sẽ cân chai nước lên này. Đấy, hiện tại em đang để mức cân là 6 cân anh em nhá, 6 cân cho anh em. Đấy, sau em sẽ test tính con bản Kaiho hàng nội địa chung F1 cho anh em. Đấy, anh em nhìn kỹ cho em này. Đầu lên rồi anh em nhá. Đấy, cách mặt nước khoảng hơn 1 mét, anh em nhìn kỹ cho em này. Ok chưa? Đấy, hàng là hàng nội địa chung hàng F1 anh em nhá. Đấy. Rồi, xin cảm ơn anh em nhá. Đấy, ok chưa?